quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ tại RTI truyền thanh từ Đài Loan. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan do Tường Vi thực hiện. Hello hello, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan vào thứ bảy hàng tuần. Tuần vừa qua thì chúng ta thông qua vụ án ông trùm hip hop Diddy bị bắt giữ với một loạt cáo trạng liên quan tới tội ác xâm hại tình dục, buôn bán ma túy, vũ khí, v.v. để tìm hiểu tình hình chung vấn nạn xâm hại tình dục trẻ vị thành niên ở Đài Loan, cũng như đưa ra những biện pháp bảo vệ các em có được một môi trường sống và phát triển lành mạnh. Và sau đây Tường Vi xin mời các bạn lắng nghe phần 2 của đề tài này. Quý vị và các bạn, vấn nạn thanh thiếu niên bị lạm dụng tình dục là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng và đáng báo động trong xã hội hiện nay. Nạn nhân của các vụ lạm dụng thường là những người trẻ tuổi, họ dễ tổn thương và thiếu kỹ năng bảo vệ bản thân mình. Họ không chỉ phải chịu đựng những tổn thương về thể chất mà còn phải gánh chịu hậu quả tâm lý nặng nề và có thể nó sẽ kéo dài suốt cuộc đời. Sự sợ hãi, xấu hổ và mặc cảm thường sẽ khiến cho các nạn nhân không dám lên tiếng hoặc là không dám tố cáo kẻ gây ra tội ác. Điều này đã tạo điều kiện cho những hành vi lạm dụng tiếp tục diễn ra trong bóng tối và không bị trừng phạt cũng như là không bị ngăn chặn, trừ phi có một người nào đó dũng cảm đứng lên và trần tội lỗi của họ. Ở phần 1 của chuyên mục thì chúng ta đã tìm hiểu về vụ án ông trùm nhạc rap Diddy bị 120 người tố cáo lạm dụng tình dục. Luật sư cho biết nạn nhân gồm 60 nam và 60 nữ, trong số đó có tới 25 người là trẻ vị thành niên vào thời điểm bị hại. Luật sư cho biết nạn nhân trẻ nhất tại thời điểm xảy ra vụ việc chỉ mới 9 tuổi, một nạn nhân khác là 14 tuổi. Hành vi sai trái này của Diddy đã kéo dài từ năm 1991 cho tới năm 2024. Luật sư cho biết thêm hầu hết hành vi sai trái bị cáo buộc xảy ra tại các bữa tiệc sau sự kiện hoặc là tiệc mừng phát hành album, mừng quốc khánh, mừng giao thừa hoặc là mừng bất cứ một sự kiện nào đó mà Diddy tổ chức. Thì những trường hợp đó nạn nhân được cho là đã uống một loại đồ uống mà họ không nghi ngờ có pha thuốc. Sau khi uống rồi thì các thủ phạm thực hiện đủ loại hành vi tình dục đối với nạn nhân. Thậm chí nhiều lần còn đưa nạn nhân đi vòng quanh trong khi những người khác xem và thưởng thức màn trình diễn, khiến cho nạn nhân bị tủi nhục, tổn thương. Trong số nạn nhân nhỏ tuổi nhất là cậu bé 9 tuổi đã tố cáo bị Diddy và những người khác lạm dụng tình dục. Khi mà cậu bé được mời tới phòng thu Bad Boy Records ở New York City để thử giọng cho họ nghe. Trong một trường hợp khác thì một thiếu niên 15 tuổi được Diddy hứa là biến thành ngôi sao, nhưng mà nam rapper này cần đến thăm cậu một cách riêng tư và phải tránh xa bố mẹ. Thật ra thì vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em ở nước Mỹ cũng như ở Đài Loan hoặc là các nước châu Á khác đều là một vấn đề nghiêm trọng và đáng lo ngại. Xét về tình hình chung thì các vụ xâm hại tình dục đã tăng trưởng. Trong những năm gần đây, số vụ xâm hại tình dục trẻ em tại Đài Loan và một số quốc gia châu Á khác cũng đã gia tăng và gây lo ngại cho xã hội. Nhiều trường hợp xâm hại đã xảy ra trong môi trường gia đình hoặc là từ những người quen biết, kể cả môi trường học đường khiến cho trẻ em khó khăn trong việc lên tiếng. Nhiều trẻ em đã không được trang bị kiến thức về giới tính và an toàn cá nhân, khiến cho chúng dễ dàng trở thành nạn nhân. Ở đây thì chúng ta có thể liên kết tới văn hóa im lặng ở một số các quốc gia châu Á, bởi vì việc thảo luận về tình dục cũng như là xâm hại bị coi là một điều rất là xấu hổ, khiến cho nạn nhân ngại ngùng, không dám lên tiếng. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin đã tạo ra nhiều cơ hội cho kẻ xâm hại tiếp cận trẻ em thông qua mạng xã hội và trò chơi trực tuyến.
Trẻ em ở đây là các em dưới tuổi vị thành niên, dưới 18 tuổi đều được coi là trẻ em. Ở Đài Loan thì vấn đề lạm dụng tình dục ở thanh thiếu niên cũng là một mối lo ngại đáng kể. Theo thống kê từ Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan, nhiều vụ lạm dụng tình dục được báo cáo liên quan đến nạn nhân ở độ tuổi từ 16 tới 18 tuổi, đặc biệt là tại các thành phố lớn, nơi mà có mật độ dân cư cao và có nhiều người trẻ tuổi. Những vụ việc này thường xảy ra tại nhà, tại môi trường học đường và thủ phạm thường là người quen biết với nạn nhân. Một nghiên cứu về thanh thiếu niên ở khu vực nông thôn Đài Loan cho thấy là có 2,5% thanh thiếu niên báo cáo bị lạm dụng tình dục trong thời thơ ấu. Các yếu tố như là môi trường gia đình không ổn định, cha mẹ có thói quen uống rượu, xung đột gia đình làm gia tăng nguy cơ trẻ em bị lạm dụng tình dục. Điều này cho thấy các chính sách và giải pháp cần phải được tăng cường. Điển hình là tăng cường về giáo dục, các chương trình giáo dục về giới tính và an toàn cá nhân nên được triển khai từ sớm để cho các em có được những kiến thức cần thiết. Và cũng phải đào tạo cho giáo viên và cha mẹ cần có những khóa đào tạo để mà họ nhận biết được dấu hiệu của xâm hại tình dục và có cách để hỗ trợ con em của mình. Ngoài ra thì Đài Loan cũng như các nước châu Á cần có sự hợp tác giữa các quốc gia để chia sẻ thông tin và giải pháp trong việc phòng ngừa và xử lý các vụ xâm hại. Trên thực tế thì chính phủ Đài Loan đã đưa ra khá nhiều biện pháp để bảo vệ thanh thiếu niên. Tuy nhiên, vấn nạn này nó vẫn tiếp tục xảy ra. Theo số liệu từ Bộ Nội chính Đài Loan, chỉ trong năm 2022 thì tổng số vụ xâm hại tình dục trẻ em được ghi nhận là khoảng 3.000 vụ, tăng tới 12% so với năm 2021. Đối tượng nạn nhân chủ yếu là nằm trong độ tuổi từ 6 cho tới 18 tuổi. Đặc biệt, các số liệu cho thấy tỷ lệ nạn nhân ở độ tuổi thanh thiếu niên là 12 cho tới 18 tuổi lại có xu hướng gia tăng. Xét về yếu tố giới tính, có khoảng 60% nạn nhân là giới tính nữ, trong khi 40% là nam. Điều này phản ánh thực tế xã hội, nơi mà nhiều trường hợp xâm hại vẫn bị giấu kín và khó được báo cáo. Còn thủ phạm, đa phần thì là người quen. Đây là một điều vô cùng đáng lo ngại. Nhiều vụ xâm hại xảy ra bởi những người quen biết, bao gồm cả bạn bè, người thân, hàng xóm, mà kể cả giáo viên nữa. Theo các nghiên cứu, có khoảng 70% vụ xâm hại là do những người quen gây ra. Còn thời điểm xảy ra vụ việc xâm hại thì thường là trong không gian riêng tư, như là ở nhà hoặc là nơi mà nạn nhân cảm thấy an toàn và ít có khả năng lên tiếng. Hiện tại thì chính phủ Đài Loan đã ban hành nhiều luật bảo vệ trẻ em như là luật bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên. Tuy nhiên, việc thực thi pháp luật thì còn gặp khá là nhiều thách thức. Song song đó thì các chương trình giáo dục cũng đã được diễn ra. Các tổ chức phi chính phủ và trường học đã triển khai nhiều chương trình giáo dục về an toàn cá nhân, an toàn giới tính nhằm trang bị cho trẻ em kiến thức cần thiết để bảo vệ bản thân. Ngoài ra thì cần phải chú trọng hơn về vấn đề hỗ trợ cho nạn nhân. Chẳng hạn như là những dịch vụ tư vấn tâm lý cho nạn nhân giúp cho họ phục hồi sau những tổn thương và tăng cường phối hợp chính quyền với các tổ chức xã hội để phát hiện, can thiệp và hỗ trợ cho nạn nhân một cách kịp thời nhất. Có thể thấy rằng vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em ở Đài Loan là một thách thức lớn đối với toàn xã hội. Và điều cần thiết là phải tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức và cải thiện hệ thống pháp lý để bảo vệ trẻ em khỏi nguy cơ bị xâm hại. Các số liệu cho thấy một bức tranh đáng lo ngại, nhưng cũng phản ánh những nỗ lực không ngừng của xã hội Đài Loan trong việc đấu tranh chống lại tệ nạn này. Vâng thưa quý vị, trẻ em, thanh thiếu niên là những bông hoa tinh khôi trong sáng của xã hội, nhưng cũng là những đối tượng dễ bị tổn thương và dễ bị xâm hại. Đối mặt với những nguy cơ và hiểm họa đến sự an toàn, sức khỏe và tâm hồn của trẻ em, người lớn chúng ta cần phải đồng lòng, hợp sức trong việc phòng chống xâm hại trẻ em. Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em nó không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng nhà nước, mà nó còn là trách nhiệm của từng gia đình và từng cá nhân ở trong xã hội. Vì vậy mà chúng ta cần nâng cao nhận thức và tạo ra môi trường an toàn, tin cậy cho các em, đồng thời cũng phải trang bị cho phụ huynh kiến thức cần thiết để mà nhận biết và ngăn chặn kịp thời nguy cơ xâm hại. Đầu tiên chúng ta phải dạy trẻ giao tiếp theo những quy tắc sau. Quy tắc đầu tiên là chỉ được ôm hôn với những người thân ruột thịt ở trong nhà, bao gồm anh chị em ruột, ba mẹ, ông bà thì mới được ôm và hôn mình để thể hiện tình yêu thương.
Quy tắc thứ hai là chỉ được khoác tay, nắm tay với những người trong họ hàng, với thầy cô, bạn bè. Nếu mà ai vượt hơn giới hạn này, như là ôm mình, hôn mình, thì phải có bố mẹ ở ngay bên cạnh, còn nếu không có thì mình phải nói không. Quy tắc tiếp theo là chỉ bắt tay giao thiệp khi gặp người mà mình quen biết ở mức độ là không phải là người thân. Hoặc quy tắc xã giao là chúng ta vẫy tay chào thể hiện sự thân thiện và hiếu khách nếu như mà mình gặp một người lạ đến nhà hoặc là một người lạ đi ngang qua đường phố. Quy tắc cuối cùng đó là hãy bỏ chạy, hét to để thông báo với mọi người xung quanh rằng mình đang bị một người xa lạ có cử chỉ thân mật khiến cho mình cảm thấy lo sợ và bất an. Bên cạnh những quy tắc đó thì nhà trường và xã hội Đài Loan, nhất là các bậc phụ huynh cũng nên dạy trẻ về giới tính, về các vùng nhạy cảm trên cơ thể. Hiện tại thì ở trường mẫu giáo ở Đài Loan, rất là sớm các bé đã biết được là những cái vùng nhạy cảm nào không được đụng vào. Và ở trong trường thì có khá là nhiều những cái câu chuyện có liên quan tới xâm hại tình dục để biết được rằng trên cơ thể của mình có những vùng nhạy cảm không để cho người khác chạm vào. Cụ thể là cha mẹ nên dạy cho con em mình kỹ năng về phòng chống xâm hại tình dục. Đó là những kiến thức về giới tính và nhận biết vùng nhạy cảm trên cơ thể, vùng mặt, vùng tay, chân, ngực, v.v. Có nhiều trường hợp trẻ bị xâm hại mà không thể tự nhận biết được mức độ nghiêm trọng của vấn đề do chúng còn quá nhỏ và thiếu hiểu biết về các vấn đề trên. Thế nên, những kẻ biến thái đó có thể dễ dàng đụng chạm vào cơ thể của các bé mà các bé không nhận thức đó là vùng cấm. Cha mẹ hãy chỉ cho con em của mình nhận biết rằng các vùng nhạy cảm trên cơ thể là nơi quan trọng, nghiêm cấm bất kỳ ai đụng chạm. Kể cả cô chú người thân quen, dù có xin phép đi chăng nữa cũng phải từ chối ngay lập tức. Hoặc là thẳng thắn hướng dẫn cho con nếu như ai đó cố tình đụng chạm con cho bằng được, hoặc là con không thích điều đó và con cảm thấy không thoải mái thì phải xử lý nhanh nhất bằng cách là bỏ chạy. Hoặc nếu cảm thấy sự nguy hiểm lớn hơn thì vừa bỏ chạy vừa la lớn nhờ sự giúp đỡ của những người xung quanh khi không có người thân hoặc là cha mẹ bên cạnh. Song song với việc dạy trẻ tự bảo vệ cơ thể của chính bản thân mình rồi thì các bậc phụ huynh cũng cần dạy trẻ chú ý không chạm vào vùng nhạy cảm của người khác, đặc biệt là một người khác giới. Tuyệt đối là không nên tò mò về cơ thể của người khác để tránh bị lợi dụng, dụ dỗ hay là vô tình kích thích thú tính của những kẻ xấu xa. Hãy dạy cho trẻ cách nói không và tránh xa người lạ mặt. Và đặc biệt phải cảnh báo cho trẻ những nguy cơ có thể gặp phải khi mà các em đi chơi một mình với người lạ mặt hoặc là đi đến những nơi vắng vẻ, những nơi tối tăm kín đáo. Luôn luôn dạy cho các em đừng quá tò mò về lời của người khác kể hoặc là đi theo một ai đó. Và khi ai đó cho các con bánh kẹo hay là một cái món quà gì đó thì hãy từ chối, vì có khả năng sẽ gặp nguy hiểm mà cha mẹ không thể ở cạnh để mà giúp đỡ cho con. Như thực tế thì khá nhiều người nước ngoài cũng như là người dân Đài Loan cảm nhận rằng xã hội Đài Loan là một xã hội khá an toàn. Nhưng có những góc khuất mà chúng ta không thể nào nhìn thấu được. Chẳng hạn như trong thời gian gần đây có thông tin cho rằng chất kích thích và vấn nạn lạm dụng tình dục đã len lỏi vào học đường bằng những thủ đoạn rất là tinh vi. Ví dụ như là đồ ăn, thức uống có trộn lẫn chất kích thích. Rồi những trẻ mà bị khống chế, chúng sẽ đưa cho bạn bè ăn miễn phí. Rồi thế là dần dần các bạn bị ăn đồ có chất kích thích đó, trở thành con nghiện lúc nào không hay. Rồi từ khi đó thì chúng sẽ bị điều khiển bởi tổ chức tội phạm và chúng sẽ là trở thành nạn nhân của chất kích thích và lạm dụng tình dục. Mà làm sao để có thể ngăn chặn cái việc mà không ăn đồ ăn của bạn bè mình cho? Thế nên cha mẹ là một yếu tố quan trọng, phải theo dõi sát sao tình hình con cái của mình. Nếu phát hiện có điều bất thường phải lập tức xử lý. Vâng, thưa các bạn, những quy tắc kể trên thì có thể giúp cho trẻ có thêm kỹ năng để bảo vệ mình trước những hành vi đồi bại của kẻ xấu. Và cần hành động từ trái tim của mọi người để mỗi đứa trẻ được sống trong môi trường an toàn, yêu thương. Phòng chống xâm hại tình dục ở trẻ em không chỉ là trách nhiệm của một người mà là trách nhiệm của toàn xã hội. Vâng, và chuyên mục của chúng ta ngày hôm nay cũng xin phép được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự theo dõi của các bạn và xin hẹn gặp lại trong những đề tài sau. Bye bye!